Tứ nhĩ pháp là xây dựng mối quan hệ giữa người với người, chính là xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, có thể hóa giải xung đột, có thể xúc tiến an định hòa bình. Nếu bạn chuyên tu tịnh độ, nhất tâm niệm Phật mà không cần phải làm việc gì nữa, vì bạn có phước báo rất lớn. Vì sao vậy? Bạn có người phục vụ bạn, giống như có người hộ quan khi bế quan vậy, có người hộ trì, bạn có thể chuyên tâm niệm Phật. Đây là việc tốt, đây là duyên phận, không phải ai cũng có thể có được. Hơn nữa thiện căn này cũng không phải là người thông thường đều có. Nếu bạn có được thì quả là bạn rất hiếm có. Bạn phải nên nghiêm túc nỗ lực. Nếu còn học tập cư sĩ Hoàng Trung Sư niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liệu có cần tu tứ nhiếp pháp không? Hay chỉ là chuyên tâm niệm Phật là được? Tôi đã trả lời bạn rồi. Có thể. Nói thật ra bạn biết quá ít đối với Phật Pháp. Tứ nhiếp pháp không trở ngại tu hành. Nếu trở ngại tu hành thì Phật đã sai rồi sao? Phật đã hại chúng ta rồi sao? Hy vọng bạn nghe kinh nhiều. Nếu học Hoàng Trung Sương thì bạn cứ thật thà niệm Phật. Bạn phải tìm một môi trường giống như Hoàng Trung Sương. Có một đạo tràng tu hành, có một hộ pháp tốt, để cho bạn không phải lo lắng bất cứ thứ gì. Mỗi ngày lo cho bạn ba bữa cơm. Bạn ở trong đó nhất tâm chuyên niệm. Nếu chuyên niệm mà không buông xuống được những ý niệm này thì bạn không có thành tựu như Hoàng Trung Sương. Hoàng Trung Sương đã buông xuống triệt để. Anh ấy đã nghe kinh 3-4 năm rồi. Anh muốn làm một thí nghiệm, thử chuyên dụng công buông xuống vạn duyên, xem 3 năm có thể thành tựu hay không. Kết quả quả nhiên chứng minh 3 năm được rồi, có thể thành tựu. Đây chính là anh ấy đã buông xuống triệt để. Câu hỏi tiếp theo. Đệ tử có đồng tu thọ Bồ Tát giới đã nhiều năm, hiện nay cứ đến nơi có nhiều người là khó chịu, thậm chí ngay cả chùa cũng không thể đến. Vì việc này mà anh ấy rất buồn phiền. Bởi vì rốt cuộc còn là phàm phu thì không thể không tiếp xúc với mọi người. Xin lão Pháp Sư khai thị. Đây là anh ấy có nghiệp chướng. Hy vọng anh ấy đọc kinh nhiều, nghe kinh nhiều, lạy Phật nhiều, tu sám hối, phải sám trừ nghiệp chướng. Tiếp theo là câu hỏi thứ 6. Sau khi đệ tử nghe Ngài giảng Phật Pháp rồi, trên phương diện làm người đã phát sinh rất nhiều thay đổi tốt, nhưng con là người có nghiệp chướng rất nặng, luôn cảm thấy đối với giới luật thì Ngài yêu cầu quá cao, quá nghiêm, nhất thời không làm được. Tiếp theo họ hỏi hai vấn đề. Con đã từng đọc gia thư của Tăng Quốc Phiên, cảm thấy rất phù hợp với căn cơ của đệ tử. Xin hỏi con có thể dùng gia thư của Tăng Quốc Phiên thay cho đệ tử quy để học tập được không ạ? Có thể dùng gia thư của Tăng Quốc Phiên để thay thế cho kinh Hoa Nghiêm được không? Thay thế cho kinh Vô Lượng Thọ được không? Việc này không được rồi. Suy cho cùng, đó là thế gian pháp. Nhất định phải hiểu điều này. Học Phật, trừ khi bạn không muốn cầu sanh tịnh độ, không muốn thành tựu ở trong Phật Pháp, mà hy vọng thành tựu trong thế gian pháp, vậy thì được. Vậy con đường bạn đi là đúng rồi. Nếu như nói đi theo pháp xuất thế gian, vậy thì không được. Nhất định phải y theo quy củ, không theo quy củ thì chẳng thành chuẩn mực. Đệ tử học Phật ở nhà, liệu có thể từ hành thiện tích đức mà bắt đầu không? Đồng thời nghe Ngài giảng Phật Pháp mà không nhất định tụng kinh niệm Phật, để đến khi lớn tuổi rồi mới niệm Phật tụng kinh. Như vậy thì có được không ạ? Hy vọng là bạn trường thọ. Có câu, trên đường đến suối vàng không phân già trẻ. E là thọ mạng đến rồi thì bạn hối hận cũng không kịp. Tư tưởng này đã làm lầm lạc rất nhiều người. Khi xưa tôi học Phật,
đã từng gặp rất nhiều bạn bè, đều nói là tôi hiện nay vẫn còn trẻ, 50-60 tuổi vẫn còn trẻ, đợi khi tôi 70-80 tuổi thì tôi mới học Phật. Không ngờ là 1-2 năm sau họ đã qua đời rồi. Việc này rất nhiều. Hy vọng là bạn trường thọ, bạn mới có thể làm được. Nếu bạn không trường thọ thì bạn không làm được rồi. Câu hỏi tiếp theo, đệ tử ở trên Internet, trong trang mạng có tên là Baidu Tây Ba, có đăng bài tuyên truyền về Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, để nhiều người hơn có cơ duyên đến tìm hiểu Phật Pháp, học tập Phật Pháp. Nhưng không ít người bình luận trên mạng nói là đọa địa ngục, khiến đệ tử rơi vào mâu thuẫn, không biết hành vi tuyên truyền Phật Pháp trên mạng như vậy có chính xác hay không ạ? Tuyên truyền Phật Pháp trên Internet, trên truyền hình là chính xác, nhưng cũng có một số người phá hoại. Có một số người đến nhiễu loạn bạn, bạn nhất định phải có chánh tri, chánh kiến, có năng lực phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Bạn biết lấy bỏ thì bạn mới có thể thọ dụng. Nếu không thì bạn sẽ bị những thứ này chướng ngại rồi. Tiếp theo là câu hỏi thứ 8. Xin hỏi mỗi ngày gia trì chú Đại Bi vào quy nước để cúng dường cha mẹ, phát nguyện cầu Phật Bồ Tát gia trì cho cha mẹ thân thể khỏe mạnh, kiên giết mà ăn chay, cầu sanh tịnh độ, làm như vậy có dư pháp không ạ? Dư pháp, rất tốt. Đây là hành vi của người con hiếu thảo. Câu hỏi tiếp theo là Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh nói tối thượng thừa luận đại pháp kiến tánh, liệu có xen tạp đối với việc con học tịnh độ hay không, hay đó là mấu chốt để tu học chống thành công mà? Tu tịnh độ phải nên lấy ba kinh một luận của tịnh độ mà làm chính, đừng xen tạp thứ khác. Đây gọi là chuyên tu, chuyên học. Cơ hội thành tựu của bạn sẽ lớn. Xen tạp thì sẽ có chướng ngại thôi. Nếu bạn muốn xem kinh điển khác, trước tiên chính mình hãy niệm đến công phu thành phiến. Nói một cách nghiêm túc, bạn phải niệm đến nhất tâm bất loạn thì bạn mới có thể xem thứ khác. Vì sao vậy? Đối với chính mình không sinh ra chướng ngại. Nếu như chưa được nhất tâm, chắc chắn sẽ nhiễu loạn. Điều này sẽ tạo thành chướng ngại đối với chính mình.